Tết nhanh cộng đồng phát hiện hai vợ chồng ở Nghệ An dương tính COVID-19. Giám đốc trung tâm y tế mất chức vì tiêm sai đối tượng, thấy vaccine còn dư nên tiêm cho doanh nghiệp. 19 khu vực vùng xanh ở Hà Nội sẽ không kiểm soát giấy đi đường. Cuộc gọi lúc nửa đêm của thủ tướng. Sau ngày 15 tháng 9, người dân tại vùng xanh của thành phố Hồ Chí Minh có được về quê không? Ngay vũ xin chào mừng quý vị. Chúc những khán giả đang xem bản tin tối trên VNEWS một buổi tối an lành và ngay bây giờ hãy cùng Nga vũ đến với những tin tức về tình dịch bệnh Covid-19 nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 16 tháng 9 năm 2021. 1. Tình hình COVID-19 Thông tin ca nhiễm mới Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 9 đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước, thành phố Hồ Chí Minh 5.735, Bình Dương 2.998,

Cà Mau 9, Phú Yên 9, Đắk Nông 8, Bến Tre 7, Sóc Trăng 7, Bạc Liêu 7, Quảng Nam 6, Thanh Hóa 6, Trà Vinh 5, Nghệ An 4, Thư Thiên Huế 3, Gia Lai 2, Đà Nẵng 2, Bắc Ninh 1, Hưng Yên 1, Lâm Đồng 1, trong đó có 6.537 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca, tăng một số tỉnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 11.347 ca trên một ngày. 2. Tình hình COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 14 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Có 4 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Thái Bình, Con Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 320.823, Bình Dương 169.073, Đồng Nai 37.736, Long An 29.570, Tiền Giang 12.642. Tình hình điều trị, một số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 10.901, tổng số ca được điều trị khỏi 423.551. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca trong đó thở oxy qua mặt nạ 3640, thở oxy dòng cao HFNC 1.058, thở máy không xâm lấn 135, thở máy xâm lấn 885, ECMO 32. 3. Số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 234 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 160, Bình Dương 46, Long An 10, Tiền Giang 6, Nghệ An 3, Tây Ninh 2, Bến Tre 2, Thành Hóa 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Cà Mau 1, Hà Nội 1. Bổ sung 5 ca tử vong tại Tiền Giang 3, Kiên Giang 2. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 256 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới 2,1%. Sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm hai vợ chồng ông L.A. 76 tuổi, bà N.T.M. 76 tuổi, cùng chú xóm 12, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An, dương tính với virus SARS-CoV-2. Vợ chồng ông A. nằm trong khu vực phong tỏa, Ngày 15 tháng 9, ngành y tế lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho người dân ở xóm 12 xã Diễn Đoài, cho kết quả vợ chồng ông Á nghi ngờ dương tính. Ngay sau đó, ngành y tế lấy mẫu của hai vợ chồng gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An xét nghiệm bằng PCR. Sáng 16 tháng 9 cho kết quả khẳng định cả hai vợ chồng dương tính. Ngoài hai vợ chồng ông A, sáng ngày 16 tháng 9, ở Nghệ An phát hiện thêm 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đó là hai chị em HTAT 18 tuổi, HVPL 8 tuổi, cùng chú xóm Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, là con và là F1 của bệnh nhân HVH đã được công bố trước đó. Ngày 7 tháng 9, em L và em T được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 15 tháng 9, hai chị em được lấy mẫu xét nghiệm lần 4. Đến sáng nay cho kết quả khẳng định cả hai chị em dương tính. Bé BVGH 3 tuổi, chú xóm 4, xã Hương Chính, thành phố Vinh, Nghệ An, là F1 của bệnh nhân BVL đã được công bố trước đó. Những ngày qua, bé hát được cách ly và lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Này xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.800 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Trong đó, lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.381 người tổng có 13 bệnh nhân tử vong và 406 người đang điều trị. Gần 18 giờ ngày 15 tháng 9, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 phát hiện 4 nam thanh niên đi qua chốt số 21 Công an thành phố Hà Nội trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Bốn thanh niên là Nguyễn Văn C, sinh năm 1992, Quách Văn N, sinh năm 1991, Nguyễn Tiến Hát, sinh năm 1996 và Phạm Văn Quỳ, sinh năm 2001 cũng ở Hà Nội đều xuất trình được giấy đi đường hợp lệ. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện những người này cấp giấu 10 tờ phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, đã có chữ ký bác sĩ và dấu đỏ của Bệnh viện Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng để chống họ tên người xét nghiệm. Thông tin ban đầu, Quách Văn N khai mang 10 giấy xét nghiệm âm tính cho Nguyễn Văn V, sinh năm 1994, là điều dưỡng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Vụ việc được bàn giao cho công an xã Liên Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cách chức giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh đối với ông Lê Hoàng Dũng. Bên cạnh đó, ông Dũng cũng bị thành ủy thành phố Trà Vinh đã kỷ luật về mặt đảng do có liên quan đến những sai phạm khi triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng sai quy định ngày 15 tháng 9, đã có thông tin xung quanh vụ ông Lê Hoàng Dũng bị cách chức. Theo đó, trong đợt tiêm vaccine đợt 4 cho người dân thành phố Trà Vinh ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 8, kế hoạch tiêm thì không có tên doanh nghiệp HT, địa chỉ thành phố Trà Vinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn được vào danh sách tiêm nhờ tác động của ông Dũng. Vụ việc sau đó được phát hiện và báo cáo lên tỉnh ủy Trà Vinh. Phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh và được biết, doanh nghiệp này hiện vẫn đang hoạt động, nhưng họ không có trong danh sách tiêm được đó. Qua nắm sơ bộ, danh sách tiêm có 11 người. Theo quy định, Sở Y tế sẽ xử lý ông Dũng về mặt chính quyền, còn Thành ủy xử lý về mặt đảng. Qua làm việc và xác minh, Thành ủy chưa phát hiện có dấu hiệu thông đồng giữa ông Dũng và doanh nghiệp. Ông Dũng tương trình, do vào buổi chiều thấy vaccine còn dư nên tiêm cho doanh nghiệp. Trong thời điểm vaccine đang khan hiếm như hiện nay, thì việc này là làm trái quy định và ông Dũng đã bị kỷ luật. Còn chuyện có dấu hiệu thông đồng hay không thì phải để cơ quan điều tra làm rõ, ông Mạnh nói thêm. Tính đến sáng ngày 16 tháng 9, tỉnh An Giang đã ghi nhận tổng cộng 3.072 F0, trong đó 1.784 người mắc COVID-19 đã xuất viện, 1.253 trường hợp đang điều trị. Riêng ngày 15 tháng 9, tỉnh có 126 ca mắc mới. Ngoài huyện Thoại Sơn, 10 huyện thị và thành phố còn lại đều có trường hợp dương tính với nCoV. Đáng quan tâm là dịch COVID-19 bùng phát tại một số xã, thị trấn của huyện Phú Tân và An Phú. Trong ngày 15 tháng 9, Phú Tân có 92 F0 và An Phú ghi nhận 16 F0 trong cộng đồng. Nói với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh đang áp dụng chỉ thị 15, tuy nhiên hơn 10 xã, thị trấn của một số huyện phải áp dụng chỉ thị 16 và cao hơn do còn xuất hiện ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Hiện toàn tỉnh An Giang có 187.038 người hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và 72.889 người được tiêm hai mũi. Sáng ngày 16 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cụ thể, ông Sơn cho biết, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh, 19 quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới, theo đánh giá của Sở Y tế, sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở vùng đỏ, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết. Tinh thần chung là mở cửa thận trọng, từng bước không nới đồng loạt. Quy định của chính phủ đã có rất rõ ràng, vùng bình thường mới thì áp dụng chỉ thị 15 hoặc 19, còn nơi nguy cơ cao thì vẫn áp dụng chỉ thị 16. Ông Sơn nói và nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là an toàn. Phó Chủ tịch Thường trực Hồng Sơn cũng cho biết thêm, ngày 16 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ họp và thảo luận chi tiết về các biện pháp nới lỏng sau ngày 15 tháng 9 và ngày 21 tháng 9. Ông nhấn mạnh các giải pháp sẽ đưa ra trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn để đưa ra phương án phù hợp. Phải tùy vào từng tình hình thực tế của địa phương để triển khai mới sát với thực tế thành phố sẽ có hướng dẫn để các địa phương căn cứ triển khai, ông Sơn nói. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, thành phố đã giao sở công thương có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị quản lý người giao hàng, shipper và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển hàng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho shipper hoạt động khi một số dịch vụ được cho phép trở lại. Tuy nhiên, shipper thì thuộc nhóm nguy cơ cao nên vẫn phải áp dụng các điều kiện cụ thể để có thể hoạt động. Theo đó, họ phải có hai mũi tiêm vaccine, được xét nghiệm thường xuyên và phải dưới sự quản lý trực tiếp của doanh nghiệp, ông Sơn nói. Ông Sơn cho biết, thành phố sẽ tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu của người dân như mua đồ online, đồ ăn uống mang về ở một số quận huyện được cho phép trở lại. Trước mắt là tạo cơ chế để shipper của doanh nghiệp được hoạt động, còn shipper tự do hoặc shipper không có đầu mối thì phải từng bước. Sở Công Thương sẽ cấp giấy đi đường cho shipper đủ điều kiện được hoạt động, lãnh đạo Hà Nội nói. Còn shipper của một số ứng dụng giao hàng như Grab, Now, lãnh đạo Hà Nội nói chưa thể cho phép quay lại hoạt động ngay vì đội ngũ shipper của ứng dụng rất lớn mà hầu hết chưa được tiêm chủng đầy đủ nên nguy cơ vẫn rất cao. Nói về vấn đề này, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết Sở đang xây dựng phương án quản lý đề xuất nới lòng hoạt động đối với shipper tại khu vực an toàn để trình lên thành phố. Trong hôm nay, Sở sẽ xin ý kiến thành phố về vấn đề này có phương án giúp shipper có thể giao hàng ăn uống mang về, ông viện nói. Tối ngày 15 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về danh sách quận huyện không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ ngày mùng 3 tháng 9. Theo đó, từ ngày mùng 3 tháng 9 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9, 19 quận huyện thị xã đáp ứng điều kiện được kinh doanh hàng ăn uống mang về gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên. Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Cúc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thành Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ. Theo văn bản số 3084 ngày 15 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6 tháng 9. Thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được mở lại một số hoạt động. Các hoạt động được cho phép gồm: văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 9 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thoại kiểm tra ông Phan Văn Tường, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Bình và ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trong điện thoại, Thủ tướng có hỏi, một huyện đỏ quạch như thế này mà không triển khai trạm y tế lưu động là sao? Cái này phổ biến bao nhiêu ngày rồi? Thủ tướng cũng cho biết đã điện thoại cho Chủ tịch tỉnh và yêu cầu tỉnh phải tập trung lực lượng cho An Phú. Ông Phan Văn Tường cho biết, Khuya ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thoại cho ông để kiểm tra xoay quanh công tác phòng chống dịch khi Long Bình đang có 485 ca nhiễm COVID-19. Mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên Thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy. Sau đó, Thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, ông Tường kể. Ông Tường nói, Thủ tướng đã chỉ đạo rất sát thực tế với ba nội dung, phải xét nghiệm 2 ngày trên một lần, thành lập trạm y tế lưu động và phải tổ chức dặn dân. Theo ông Tường, Sở Y tế mới ký văn bản triển khai thành lập trạm y tế lưu động vào ngày 12 tháng 9, thì tối ngày 14 tháng 9, Thủ tướng gọi kiểm tra. Việc thành lập trạm y tế lưu động phải do huyện hỗ trợ mới thực hiện được. Còn việc giãn dân và di rời dân ra khỏi khu cư dân nghèo thì phải do huyện và tỉnh tính toán mới thực hiện được, chứ địa phương không thể làm được. Ông Ngô Công Thức, bí thư huyện Ủy An Phú cho biết, thị trấn Long Bình và xã Khánh An đang thực hiện chỉ thị 16 nhưng hai khu vực bị phong tỏa tại thị trấn Long Bình có mật độ dân số dày đặc, hộ nghèo, khó khăn, nhà san sát nhau, khu dân cư nghèo. Lực lượng công an đã vào khu vực phong tỏa này để cai cắm lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng người dân ra đường hay tụ tập. Người lớn khi không ra khỏi nhà nhưng trẻ em sống ở khu vực này hay chạy qua chạy lại. Đây là nguồn lây, nguy cơ rất lớn đối với khu vực này, ông Thức nói. Còn theo ông Tường, khu dân cư này đã tầm soát cộng đồng từng người 5 lần rồi nhưng vẫn chưa tách hết F0. Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi làm việc khẩn vào sáng ngày 15 tháng 9 tại huyện An Phú, cùng thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và huyện Phú Tân để chấn chỉnh tình hình. Trao đổi với báo chí ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng với các địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, Ông đã yêu cầu chính quyền huyện An Phú kiên quyết thực hiện giới nghiêm đối với người dân khu vực phong tỏa, không để trẻ em qua lại. Nếu vùng xanh nào trở thành vùng đỏ thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng huyện An Phú và Phú Tân có các xã thực hiện chỉ thị 16 thì phải thực hiện giới nghiêm, ông Bình nói thêm. Tối ngày 14 tháng 9, Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng tiếp tục trao đổi trực tuyến với lãnh đạo 6 phường xã đang có diễn biến dịch phức tạp để kiểm tra công tác phòng chống dịch tại những địa bàn này, gồm phường Dạch Sỏi, thành phố Dạch Giá, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, xã Lương Hòa Lạc, huyện Trợ Gạo của tỉnh Tiền Giang, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau buổi họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong sáng ngày 15 tháng 9 phải có công điện gửi tất cả các tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và phải đạt được mục tiêu. Theo đó, khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thôn xóm, tổ ấp, khu phố. Xác định mục tiêu thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong thời gian 14 ngày và triển khai quyết liệt thần tốc xét nghiệm là then chốt quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao trên nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu thành lập và triển khai ngay các trạm y tế lưu động tại xã phường thị trấn có nguy cơ rất cao nguy cơ cao thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế Tối ngày 15 tháng 9, trong số phát sóng cuối của chương trình livestream Dân hỏi thành phố trả lời do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tham gia tương tác với người dân về chủ đề giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân quận Tân Bình và huyện Cần Giờ. Mở đầu chương trình, người dân đặt câu hỏi thời gian tới Huyện Cần Giờ được mở lại những loại hình dịch vụ nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Nguyễn Văn Hồng thông tin sau ngày 15 tháng 9, huyện Cần Giờ sẽ thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội theo tiêu chí khóa chặt bên ngoài, từng bước nới lỏng bên trong tới ngày 30 tháng 9. Trên cơ sở đó, huyện Cần Giờ cho phép mở lại các hàng quán dịch vụ ăn uống nhưng không ăn tại chỗ mà chỉ mang về, người dân đi chợ một lần trên một tuần. Bên cạnh đó sẽ cho ngư dân triển khai đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản trở lại. Về xây dựng địa phương sẽ thực hiện ra soát những công trình cấp bách, trọng điểm, kể cả nhà ở xây dựng riêng lẻ để kiến nghị thành phố cho phép xây dựng lại. Liên quan việc người dân có được đi lại khi cửa hàng ăn uống mở cửa, ông Hồng cho biết huyện Cần Giờ sẽ thực hiện mỗi người dân là một shipper, người đã tiêm hai mũi sau 14 ngày sẽ được đi lại theo phương án phòng chống dịch của địa phương. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành, thành phố để kết nối mở các tuyến du lịch khép kín, trên tinh thần an toàn tới đâu mở tới đó, tạo điều kiện cho người dân thành phố đi du lịch Cần Giờ. Ông Hồng cho biết, một trong những điều kiện để mở lại du lịch ở huyện Cần Giờ do các địa điểm du lịch ở cách xa khu dân cư, địa phương gần như đã phủ 100% vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn và mũi 2 là trên 37%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ thông tin thêm, trong thời gian thí điểm, địa phương sẽ tổ chức cho người dân đi theo tour, thực hiện 5 k và 2 mũi vaccine, gần như là thẻ xanh kết thúc thí điểm, huyện Cần Giờ sẽ nới lỏng du lịch hơn. Trả lời câu hỏi về phạm vi hoạt động của các shipper, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cho biết, tại quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi, shipper sẽ được chạy liên quận, huyện, còn nhân viên giao nhận hàng của các doanh nghiệp chỉ được giao nhận trong các quận, huyện đó. Cũng trong chương trình, người dân quận Tân Bình đặt câu hỏi sau ngày 15 tháng 9, người dân ở vùng xanh tại thành phố Hồ Chí Minh có được về quê cũng là vùng xanh không. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê đúng với chính sách của thành phố như tiêm vaccine, test nhanh hoặc làm PCR để người dân có giấy đi đường. Tuy nhiên, ông Thành nhấn mạnh, người đi phải có người nhận, phải có tổ chức thực hiện đưa người dân về thì địa phương mới hỗ trợ. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin cách để lao động ngoại tỉnh đang trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được về quê là lập danh sách gửi lên Hội đồng Hương hoặc Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau đó, các đơn vị này sẽ thay mặt người dân đề nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh để tỉnh liên hệ với thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp đưa đón người dân, nếu không người dân sẽ không thể tự đi được. Kênh YouTube chính thức của Vinew, truyền hình thông tấn là kênh truyền hình thuộc Thông tấn xã Việt Nam, được định vị là một kênh chuyên biệt về thời sự chính luận, phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề, sự kiện trong nước và quốc tế. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng. Quý vị thân mến, những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của vnew còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại